Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại với một video hướng dẫn cho các bạn cách phục lỗi Twitter không gửi mã xác nhận nha. Thì trong quá trình sử dụng Twitter, các bạn gặp phải một số vấn đề và cần Twitter gửi mã xác nhận. Tuy nhiên thì các bạn không nhận được mã từ Twitter, thì việc này gây khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề mà các bạn đang mắc phải mà cần phải có mã xác nhận. Thì ngay sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một vài cách để khắc phục lỗi này nha. Đầu tiên là các bạn hãy kiểm tra lại số điện thoại email đã đăng ký nha. Thì hãy kiểm tra lại số điện thoại và email đăng ký tài khoản Twitter của bạn có được nhập đúng hay không nha. Đôi khi bạn nhập sai số điện thoại hoặc email sẽ khiến cho tài khoản Twitter không gửi cái mã OTP về cho các bạn được. Thì các bạn hãy vào phần avatar ở phía trên bên phải màn hình điện thoại, rồi các bạn nhấn vào cài đặt và quyền riêng tư. Sau đó các bạn nhấn vào tài khoản của bạn, rồi các bạn nhấn vào thông tin tài khoản, rồi các bạn có thể xem cái số điện thoại cũng như là email của các bạn nha. Thứ hai là các bạn hãy kiểm tra lại kết nối mạng trên thiết bị nha. Thì việc bạn không thể nhận được mã xác nhận có thể bắt nguồn từ việc kết nối mạng của thiết bị chập chờn, lag hoặc là chậm. Vì vậy bạn hãy kiểm tra lại và đợi mạng ổn định rồi thử lại sau thử nó có gửi mã xác nhận về hay không nha. Thứ hai là các bạn có thể xóa bớt những tin nhắn trên điện thoại. Thì việc các tin nhắn cũ tồn tại quá nhiều gây đầy bộ nhớ sẽ khiến cho thiết bị không nhận được các tin nhắn mới. Thì các bạn hãy xóa các tin nhắn đã cũ và không quan trọng đi, rồi thử yêu cầu Twitter gửi lại các mã xác nhận nha. Tiếp theo là các bạn hãy khởi động lại máy. Thì các bạn hãy thoát ứng dụng, tắt nguồn và khởi động lại điện thoại. Sau đó các bạn hãy đăng nhập lại vào Twitter và yêu cầu gửi lại mã xác nhận. Thì đôi khi do thiết bị hoạt động trong một thời gian dài và liên tục khiến cho máy xảy ra một số lỗi gây ảnh hưởng đến một số ứng dụng tính năng của máy, thì các bạn hãy khởi động lại thiết bị sẽ giúp làm mới lại máy và giải quyết được một số lỗi. Nếu vẫn chưa khắc phục được thì các bạn hãy đợi 24 giờ sau để xác nhận lại nha. Thì nếu đã thực hiện tất cả các phương cách trên nhưng vẫn không thể khắc phục được thì các bạn có thể chờ sau 24 giờ, sau đó trở lại và yêu cầu gửi mã xác nhận Twitter nha. Thì trong trường hợp bạn cấp nhả OTP nhưng mà Twitter báo mã xác nhận không chính xác thì các bạn hãy khởi động lại máy để dữ liệu được làm mới, sau đó các bạn kiểm tra lại nha. Có thể là do lỗi từ phía ứng dụng, các bạn hãy vui lòng đợi một vài ngày sau đó vào xác nhận lại thử được hay không nha. Thì như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn một số cách khắc phục lỗi Twitter không gửi mã xác nhận trên điện thoại của các bạn rồi. Nếu các bạn chưa làm được hay có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại comment ngay bên dưới, mình sẽ giải đáp nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.